Khi con bị ho đờm, bố mẹ thường dùng các loại thuốc để làm chấm dứt ngay cơn ho của con. Bố mẹ không biết rằng ho là một phản xạ giúp cho lông đờm và tống đờm ra cơ thể. Đờm ra từ ba đường, một là đường mũi của con, hai là khi con nôn trớ, ba là khi con đi phân nhầy. Vì thế bố mẹ không nên dùng các loại thuốc để làm chấm dứt ngay cơn ho của con, mà đờm mà con tích tụ trong cơ thể sẽ giúp cho con bị tái đi tái lại. Vì thế bố mẹ cần áp dụng các biện pháp cơ học và dân gian. Ví dụ như một, hút mũi và rửa mũi cho con một ngày 2 đến 3 lần bằng nước muối sinh lý. 2. Vỗ rung lông đờm cho con. 3. Bố mẹ có thể nấu các loại siro như là húng chanh, chân đường phèn, lê chân mật ong, hẹ quất chân mật ong. 4. Nếu như con bạn dưới 1 tuổi không thể dùng đường phèn với mật ong thì nên sử dụng dầu húng chanh Minian, là một sản phẩm được chiết lọc 100% từ lá húng chanh và cỏ xạ hương, an toàn và hiệu quả nhanh cho trẻ sơ sinh.